Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ phim Phật Độ do Chùa Quan Âm thực hiện, tất cả vì một mục đích hoằng dương chánh pháp, giúp cho quý Phật tử cũng như các bạn trẻ có nhận định đúng về lý tưởng cao đẹp của một người xuất sĩ, thấy được một phần nào về đời sống, tâm tư của người xuất gia trẻ. Trong phim có sử dụng một số bài thơ, bài kệ, nhạc được sưu tầm trên các trang mạng xã hội. Kính mong chư vị hoan hỷ. Bộ phim ra đời không với mục đích danh, lợi, dưỡng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Để thưởng thức bộ phim trọn vẹn nhất, quý vị hoan hỷ bỏ qua những quy định về không gian, thời gian, tạo hình. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quét bụi đất, cây tuệ nảy mầm xanh, quét lá nơi bản môn, lá nào cũng thị hiện, dời đi trốn đi tìm, chẳng đi mà chẳng đến, sang búp xin tặng người, một vị Phật tương lai. Tuệ tâm. Chào chú nè. Cái gì vậy? Ăn đi rồi biết. Wow, thơm quá. Ngon quá à. Vậy mỗi lần ta lên chùa với cha ta, ta sẽ mua cho chú nữa nha. Ba la mật. Con có chuyện gì muốn nói với sư phụ hả? Dạ, ba la mật có nghĩa là gì vậy sư phụ? Ba la mật tức là độ. Ba la mật tức là độ. Vậy độ nghĩa là gì vậy sư phụ? Độ có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Bờ bên kia tức là bờ giác ngộ. À, vậy Phật độ có nghĩa là Phật giúp ta vượt qua sông mê để đến với bờ giác ngộ, đúng không sư phụ? Nhưng mà Đức Phật đã nhập diệt rồi thì sao Ngài lại độ được ta hả sư phụ? Dù Đức Phật còn tại thế hay đã nhập diệt, việc đó không quan trọng bằng Ngài đã để lại cho ta chiếc bè. Wow, Đức Phật để lại cho ta một chiếc bè. Vậy chiếc bè đó đang ở đâu vậy sư phụ? Có khắp mọi nơi. Nơi nào có tứ diệu đế, có thập nhị nhân duyên, có bát chánh đạo thì nơi đó có chiếc bè. À, vậy là con biết rồi. Những chiếc bè đó tượng trưng cho những lời của Phật dạy, là phương tiện để cho mình vượt qua bể khổ, đúng không sư phụ? Con giỏi lắm. Chiếc bè đã có, chỉ cần vững tay chèo nữa mà thôi. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Quận chúa. Đa tạ. Tuệ tâm. Hả? Dưới kinh thành đang có lễ hội trăng rằm vui lắm. Hay là để ta nói với cha ta, xin sư phụ cho chú xuống núi chơi với ta nha. Không được đâu. Ta là người xuất gia, đâu đến được mấy chỗ đó. Không lẽ cuộc đời chú cứ mãi chôn vùi ở đây sao? Dưới kia còn có biết bao nhiêu là điều mới lạ. Chẳng lẽ chú không muốn biết hả? Thì cũng muốn, nhưng mà chưa phải lúc. Chưa phải lúc, giờ này chưa phải lúc. Thì biết đến khi nào mới là phải lúc? Chờ đến lúc ta trưởng thành. Trưởng thành? Chú nghĩ chú còn nhỏ lắm sao? Bây giờ chú đã 20 tuổi rồi. Ở dưới kia bằng tuổi chú, người ta đã có một vợ hai con hết rồi đó. A Di Đà Phật. Suốt ngày chú cứ tụng kinh niệm Phật, thì đến khi nào chú mới trưởng thành? Ta đâu chỉ có tụng kinh niệm Phật không đâu. Vậy một ngày chú làm gì? Chú nói cho ta nghe xem. Thì một ngày ta thức dậy sớm thật sớm từ giờ dần, sau đó công phu khuya tụng kinh, niệm Phật, gánh nước, bữa củi, dọn dẹp, đọc kinh, học kinh, vân vân. Suốt ngày cứ làm mấy cái chuyện đó thì biết đến khi nào chú mới trưởng thành đây? Tuy trong chùa những việc đó đơn giản,
nhưng không phải ai cũng làm được đâu nha. Bởi vì trong chùa, những việc đó đều có ý nghĩa hết. Ý nghĩa hả? Ừ. Vậy ta hỏi chú, thức dậy từ giờ dần để tụng kinh niệm Phật, để làm gì? Giờ đó, Phật còn chưa ngủ dậy nữa mà. Đọc kinh không phải là để cho Phật nghe, mà là để cho chính mình nghe. Mình nghe để mình hành trì theo. Vậy còn chuyện quét dọn, đó đâu phải là chuyện dành cho Nam Nhi. Quét dọn không chỉ đơn giản là quét dọn, mà còn nhắc nhở ta phải dọn sạch bụi tâm nữa đó. Vậy còn niệm Phật? Niệm Phật để có chánh niệm. Ngồi thiền. Ngồi thiền để trở thành một con người trong sáng. Rồi gánh nước bữa củi. Thì để xài. Chú. Quận chúa sao vậy? Rõ ràng là chú muốn chọc tức ta mà. Tụi Tâm không có ý đó. Mà thôi, cũng trễ rồi. Tụi Tâm đi tụng kinh nha. Quận chúa ở chơi nha. Nè. Tuệ Tâm. Dạ. Dạ, sư phụ. Kinh kệ luật nghi để đi thọ giới con học tới đâu rồi? Dạ, thưa sư phụ, con học hết rồi ạ. Giỏi lắm. Nhưng mà thưa thầy, sắp tới con thọ cụ túc xong, thầy cho con xuống núi độ sanh nghe thầy. Độ sanh? Dạ. Được. Vậy ta hỏi con, ai dạ. có thể độ người? Dạ, Phật độ người. Con có phải là Phật không? Dạ, không ạ. Vậy thì con độ người bằng cách nào? Con... Thầy đi đâu vậy ạ? Tâm đi đến đâu, ta đi đến đó. Tâm đi đến đâu, ta đi đến đó. Tâm đi đến đâu. Chú Tuệ Tâm. Hả? Ta có cái này cho chú nè. Gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chú sao vậy? Cất đi. Sư phụ mà thấy là phạt ta đó. Chú ăn đi nè, ngon lắm. Không được đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Đi mà. Có sao không Tiểu Hu? Em cứ vậy hoài à. Có sao không? Lại gì đuổi theo quận chúa nè. Ủa sao? Sao quận chúa chạy nhanh dữ vậy? Em chạy mà, em chạy đuổi theo không kịp luôn á. Ai biểu em mập làm chi? Nãy giờ ta đâu có chạy đâu. Chưa chưa, phải đó nha. Em là em nhớ cái tốc độ, cái vận tốc của em chạy nhanh lắm á. Chạy quận chúa chạy nhanh thì có. Cái gì vậy? Từ sáng tới giờ bắn qua vài cánh rừng rồi nhưng không có gì ăn hết. Tiểu Hù, em không được tham ăn. Khoan cho coi thôi. Cái gì? Ôi, quận chúa. Trời ơi, nhìn quận chúa đẹp đẽ như vậy, sao quận chúa có thể làm được cái chuyện như vậy vậy? Ta có làm gì ôi, đâu. Ôi, nghĩ làm sao bước vô cái cổng chùa. Mình bước tới cái việc đầu tiên á là mình phải thắp một nén nhang, mình đốt trước cổng chùa. Sau đó mình tịnh tâm, mình tụng kinh, mình niệm Phật.
Trời đất ơi, nghĩ làm sao mình xách cái đùi gà vô? Con xịt 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 nữa hả? Đồng lõa, đồng lõa. Đồng lõa cái tên tệ tệ tâm tậm tê. Đồng lõa, đưa đây. Đem đùi gà vô hả? Dám đem đùi gà vô chùa? Im im cái gì? Còn hả, bằng chứng rõ ràng ở đây nè. Được rồi, hôm nay tôi sẽ giúp cho các người. Tôi sẽ thủ tiêu nó, để thầy không thấy. Không thôi thầy la chết à. Đùi gà chay làm ngon quá. Hả? Đùi gà chay mà. Cái gì chay? Đùi gà chay. Đùi gà chay. Chay á, đồ chay chứ phải đồ mặn đâu. Là rau củ hả? Đúng rồi, ngọt quá à. Ủa sao giống đồ mặn vậy? Bây giờ á, thì người ta làm tạp rế trong này không biết. Ở ngoài người ta làm á, giống thiệt lắm. Làm được như thiệt á, giống như thịt kho hộp vịt á. Biết cái trứng ra làm bằng gì không? Người ta lấy phải lan á, người ta gọt cho cho à. Cái đồ vô người ta kho ớt dừa, kho với thịt, thịt là bột quá. Ăn dễ lắm thiệt. Ngon quá. Bởi vậy mới vừa được tạm tê á, chứ không có đồ ăn rồi. Rồi, khát nước quá. Hả, giữ giùm đi. Giữ giùm. Rồi, chị kiếm nước uống cái. Khát quá. Sao bỏ mấy nước uống sao bồi? Đa tạ nha. Chú khờ thiệt luôn á. Ở đời có bao nhiêu cái khổ, kể tên. Ở đời có 8 cái khổ. Ừ. Sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, yêu thương mà xa cách là khổ. Quán thù gặp nhau là khổ, cầu không được cũng khổ, chấp vào năm uẩn cũng khổ. Chấp năm uẩn? Ừ. Chấp năm uẩn là sao? Tức nghĩa là mà thôi, nói quận chúa cũng chẳng hiểu đâu. Bây giờ ta hỏi ha. Quách gia là cha của ai? Là cha của ta. Đôi giày này là của ai? Là của ta. Cái tay này là của ai? Là của ta. Thì đó, bởi vì ta lúc nào cũng cho rằng cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta, cho nên chúng ta khổ. Vậy nếu nói như vậy, trên đời này không có cái gì là của ta sao? Có chứ. Có cái gì? Có cái đầu ngốc của cô nè. Tiểu Hù, em làm hư đường kim của ta rồi nè. Ủa tiểu thư, tiểu thư mang cái gì trên cái áo nâu này vậy? Không có gì. Không có gì, rõ ràng cái này là cái áo nâu mà. Ta đã nói là không có gì mà. Tiểu thư ơi, bây giờ chị gấp gáp lắm rồi tiểu thư ơi. Có chuyện gì em bình tĩnh nói cho ta nghe xem. Tiểu thư ơi, bây giờ Quách đại nhân đang gặp bà Mai để mà nói về cái chuyện hôn nhân của tiểu thư kìa. Sao bây giờ em mới nói cho ta biết? Thì bây giờ em mới biết, em chạy đi em nói liền nè. Tiểu thư, đợi em. Tiểu thư. Cha, chẳng lẽ gia đình gả con cho Trần công tử sao cha? Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn gả chồng. Hơn nữa ta thấy Trần công tử là một người văn võ song toàn, và đối với gia đình ta lại là môn đăng hộ đối. Nhưng mà con không có nhân nhị gì hết. Ta đã quyết rồi. Tiểu U. Dạ. Ta giao trọng trách này cho con. Con phải coi chừng tiểu thư cho cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra con không toàn mạng đâu nha. Dạ. Nghe chưa? Dạ dạ con biết rồi. Còn con đó, cái chuyện con và tiểu hòa thượng qua lại với nhau, cha không có cấm. Nhưng trước kia là còn thơ còn bé, chứ không phải là từ bây giờ. Bây giờ con lớn rồi, mọi người mọi gia đình ai cũng đều dòm ngó. Nếu có chuyện gì xảy ra, người ta sẽ dị nghị gia đình mình. Đi về đi. Nhưng mà cha, không có nhân nhị gì hết đó. Đi về. Đi. Dạ dạ. Tiểu U.
Dạ, con đây đại nhân. Nhớ trồng cồi cẩn thận nha. Dạ, con biết rồi. Nhớ nha, khi nào có lệnh của ta thì con mới cho tiểu thư ra, còn không dứt khoát không cho tiểu thư ra khỏi phòng, nghe chưa? Dạ con biết rồi, nhưng mà đại nhân ơi, bây giờ cấm tiểu thư như vậy á, rồi lỡ tiểu thư bỏ ăn rồi sao đại nhân? Con ép nó ăn. Không có, con không có ép được. Mấy bữa tiểu thư bỏ ăn con phải ăn giùm luôn á. Cái gì? Không phải, ý là con sợ đồ ăn dư thừa bỏ tội, con mới ăn giùm. Chứ ta thấy lúc này con mập lắm rồi nha. Dạ không, không phải, con không phải là vậy là do ăn đâu. Tại vì xương của con đó giờ vậy rồi. Dạ thưa đại nhân con đi. Đi đâu? Dạ, thì con về con canh tiểu thư nè. Vậy mà ta tưởng ngươi đi khỏi nhà ta luôn chứ. Dạ đâu có. Con mà ra khỏi phủ này cái là không ai nhận con đâu. Cỡ con ăn cái tướng con vậy là chỉ có đại nhân mới lo cho con được vậy thôi. Dạ, thưa đại nhân con đi. Trông coi tiểu thư cẩn thận nha. Dạ. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Thưa sư phụ, để con quét cho. Được rồi, con không cần phải quét giúp ta. Phần ta quét, phần con quét. Kể từ nay, ta là tỳ kheo và ta thông báo là ta được thủ khoa của kỳ thọ giới. Ôi, thủ khoa luôn, tuyệt vời. Cho nên hôm nay ta muốn mời quận chúa với tiểu ù lên dùng cơm trưa. Ta bận rồi. Thank you.
Thưa sư phụ, con... con muốn... Có chuyện gì con nói đi. Dạ thôi, con xin phép về phòng. Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến nút cuối cùng mới phát hiện. Vì vậy không thể không cởi hết các nút ra. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Đời người tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ, nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì. Sau này, ước muốn của con là con muốn làm gì? Dạ, ước muốn của con sau này là trở thành Phật để độ hết tất cả chúng sanh luôn thầy. Dạ. Giỏi. Sắp tới con thọ cụ túc xong, thầy cho con xuống núi độ sanh nghe thầy. Độ sanh? Dạ. Được. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Thân ta là thường hay vô thường? Là vô thường. Tâm ta là thường hay vô thường? Là vô thường. Ngài chính thân tâm ta còn vô thường, vậy thì có gì là thường mà theo đuổi? Nam mô. Con đi đâu vậy? Dạ, con rời khỏi đây. Tại sao lại quay về? Dạ, vì con lầm đường.
Vậy tại sao lại đi? Dạ, vì một niệm sai. Con đã diệt hết tình chưa? Dạ thưa sư phụ, con không diệt. Vì sao? Vì tu không phải để trở thành người vô tình, mà để trở thành người có nhiều tình đối với chúng sanh. Nhiều tình thì mới có thể bỏ ngã, mới có thể đặt chúng sanh ở trong lòng, mới có thể có một cái tâm bình đẳng. Thưa sư phụ, con xin sám hối. Đại nhân ơi, đại nhân ơi, không xong rồi đại nhân. Cái gì? Dạ, phòng của tiểu thư á, mấy bữa nay con thấy im hơi lặng tiếng à. Con không có nghe thấy động tĩnh gì hết. Có khi nào tiểu thư... Gọi không? Ngươi nói cái gì? Có khi nào tiểu thư... Tại sao không mở cửa ra? Thì tại đại nhân. Tại sao tại ta? Thì đại nhân không cho con mở, làm sao con dám mở? Bây giờ mở đi, mở đi, mở, mở, mở. Dạ, vậy đại nhân cho rồi nha. Mở, mở. Để con mở à. Dạ. Quận chúa ơi, mình đợi từ nãy giờ là lâu lắm rồi đó. Muội sợ là Quách gia mày về một cái là muội với quận chúa chết luôn á. Thôi mình đi về đi quận chúa. Người về trước đi. Về sao mà về được? Quận chúa có biết là hồi nãy á, mình phải canh biết bao nhiêu thời gian để mình ra đây gặp. Bây giờ quận chúa ơi, nghe lời muội, đi về đi quận chúa. Không gặp được Tuệ Tâm, ta sẽ không về đâu. Bây giờ quận chúa không về đúng không? Ừ. Được rồi, không về thì ở đây đi. Muội về. Nhưng mà bây giờ muội về á là muội cũng bị chết luôn rồi. Muội sợ chết thôi chứ không phải muội ở đây đâu á. Nhưng mà quận chúa ơi, hồi bữa muội có gửi bồ câu cho Tệ Tâm á, nhưng mà không biết có nhận được hay không, hay là trên đường á có hai ăn thịt nó hồi làm bồ câu quay ăn nữa. Thôi, trễ rồi, mình đi về đi. Nè, ta không về đâu. Thiệt luôn á, tức quá mà. Không cần về nữa, tới rồi. Tắm tê. À, lộn. Tệ Tâm thầy, trễ lắm rồi. À, xin lỗi, xưa đụng được, giờ đụng hết được rồi. Dạ. Khẩn trương lên. Ngàn cân treo sợi tóc rồi còn chậm rãi như vậy nữa. Rồi, bây giờ có cái gì á, tranh thủ nói nha. Tại vì bây giờ không có nhiều thời gian. Quách gia mà biết được cái là chết hết tụi tôi nha. Rồi, bây giờ nói gì nói đi, tôi đứng tôi canh cho. Góc nhìn hướng Tây Nam, không có người, giữ an toàn. Nói gì đi chứ. Ủa, sao không nói vậy? Hiểu rồi. Cần riêng tư, đúng không? Ôi, trời ơi, tại sao lại có một bông hoa mọc giữa ven đường như vậy? Thật là đẹp. Để muội đi ngắm hoa nha. À, đây, ý quên. Tính ăn cắp là chạy luôn rồi, quên. Dạ nha. A-di-đà Phật. Tuệ Tâm, ta muốn hỏi huynh một điều. Huynh có thể trả lời thật lòng cho ta biết được không? Quận chúa, người cứ hỏi. Huynh có yêu ta không? Có. Nhưng tình yêu ấy đã hòa chung với tình yêu chúng sanh vạn loại. Tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời, yêu đạo, lẫn non sông. Tình yêu ôm trọn trong hoàng vũ. Chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
quay về phụng sự cho nhân loại. Sẽ thấy tình tôi trong khối yêu. Vậy Phật độ ai hả sư phụ? Phật độ khắp tất cả chúng sanh. Dù tu hay không tu, dù bất cứ cảnh giới nào, tin Phật, hành trì, theo lời Phật dạy thì Phật sẽ độ. Nếu Phật độ hết tất cả chúng sanh thì tại sao vẫn còn rất nhiều người đau khổ? Trong những điều Phật không làm được, có một điều. Không có duyên thì không thể độ. Người không có duyên thì họ không nghe những gì ta nói. Mưa trời thì lớn. Cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở, nhưng khó độ người vô duyên. Vậy là Phật có ở khắp mọi nơi, khắp pháp giới hư không? Nếu như tâm ta có Phật, còn nếu tâm ta không có Phật, thì dù Phật ngay trước mắt cũng không thể làm gì được. Đúng vậy. Phật lúc nào cũng giang tay. Có điều ta có muốn nắm lấy hay không mà thôi. Thưa sư phụ, sau này con cũng muốn xuống núi độ sanh. A Di Đà Phật, tu chưa tới, con độ người ta có được không? Con ơi, trở lại tu thêm nữa, độ mình chưa xong chớ độ người. Độ người không được người độ lại. Lỡ một chuyến đò đó con ơi.